Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình 3 cộng 1 bằng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Quý vị và các bạn thân mến, miền Bắc đang ở trong những ngày hè nắng nóng. Đây cũng là thời điểm nhiều bệnh do mũi đốt xuất hiện, trong đó có viêm não Nhật Bản. Chúng ta cần cảnh giác với căn bệnh này vì nó có tỷ lệ tử vong và di chứng cao. Mặc dù nguy hiểm như vậy, nhưng bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu chúng ta hiểu rõ về nó. Bệnh viêm não Nhật Bản thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi. Virus gây viêm não Nhật Bản được truyền sang người qua vết đốt của muỗi bị nhiễm bệnh, thường là muỗi vằn. Trong thiên nhiên, các loài chim hoang dã là ổ chứa virus chủ yếu và trong súc vật nuôi thì lợn là nguồn bệnh đáng kể nhất. Viêm não Nhật Bản lây truyền qua đường máu nên việc ăn uống chung, tiếp xúc gần gũi với người bệnh sẽ không làm lây bệnh. Bệnh làm tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh trung ương nên có tỷ lệ tử vong cao. Bên cạnh đó, những bệnh nhân đã khỏi bệnh cũng có thể để lại những di chứng nặng nề như rối loạn tâm thần, rối loạn vận động, động kinh, từ đó khiến cho người bệnh giảm khả năng giao tiếp, mất khả năng lao động. Đây là bệnh do virus gây ra nên hiện không có phương pháp điều trị đặc hiệu mà chủ yếu là điều trị triệu chứng. Bệnh nhân nên tới những cơ sở y tế chuyên sâu để được chăm sóc và điều trị tốt nhất. Để tìm hiểu triệu chứng và cách phòng bệnh viêm não Nhật Bản, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ý kiến của tiến sĩ bác sĩ Vũ Văn Quang, trưởng khoa nhi Bệnh viện Quốc tế Green. Viêm não Nhật Bản là một bệnh chủ yếu lây qua đường mũi đốt. Bệnh thường xuất hiện vào mùa hè ở những trẻ không được tiêm phòng viêm não. Tỷ lệ mắc và tử vong cao và thường để lại các di chứng nặng nề. Giai đoạn khởi phát bệnh thường với các dấu hiệu như sốt cao đột ngột, nhức đầu, đau đầu, nôn hoặc buồn nôn, táo bón, cứng gáy. Giai đoạn toàn phát, người bệnh có thể ly bì, hôn mê, co giật. Tiêm phòng là một biện pháp phòng bệnh tốt nhất đối với bệnh viêm não Nhật Bản. Mũi đầu tiên nên tiêm khi trẻ tròn 1 tuổi, mũi thứ hai cách mũi thứ nhất từ 1 đến 2 tuần, mũi thứ ba cách mũi thứ hai 1 năm và sau đó cứ từ 3 đến 4 năm chúng ta tiêm nhắc lại một lần cho đến khi trẻ tròn 15 tuổi. Sau khi theo dõi những thông tin chương trình vừa đưa ra, quý vị và các bạn hãy trả lời câu hỏi sau đây. Bệnh viêm não Nhật Bản chủ yếu lây truyền qua muỗi đốt, đúng hay sai? A đúng, B sai. Vậy, đâu là đáp án đúng và có bao nhiêu người trả lời chính xác? Có hai hình thức tham gia chương trình. Cách thứ nhất, soạn tin nhắn từ điện thoại theo cú pháp DA315 cách X cách Y gửi đến 8569, trong đó DA315 là tên chương trình, X là đáp án A hoặc B, Y là số người có đáp án đúng. Cách thứ hai, truy cập vào website thhp.vn và chọn tham gia chơi. Sau đây sẽ là đáp án đúng của kỳ trước. Hút thuốc lá gây ảnh hưởng xấu đến cấy ghép răng implant. Vậy B là đáp án đúng. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0902007274 đã là người may mắn giành được phần thưởng 5 triệu đồng của chương trình. Xin mời chủ nhân của số điện thoại trên liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0911757799 để nhận giải thưởng. Chỉ cần dành 3 phút cập nhật thông tin và nhanh tay soạn một tin nhắn gửi 8569 là quý vị sẽ có cơ hội nhận được 5 triệu đồng tiền thưởng của chương trình. Còn chần chừ gì nữa, hãy tham gia giải đáp ngay để có những giây phút bổ ích và lý thú nhé. Thời gian gửi đáp án tham gia sẽ kết thúc vào lúc 20:20 thứ Tư ngày 4 tháng 7 năm 2018. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin người trúng thưởng vào cuối chương trình lúc 20:20 thứ Năm ngày 5 tháng 7 năm 2018. Xin kính chúc quý vị may mắn và hẹn gặp lại!